lâu lâu ấy thầy thầy sẽ pha một chút toán học vào những công thức tiếng Anh ừ. em thấy nó rất ừ. là thú vị tại vì em cũng ừ. rất là thích toán ừ. em thấy phương pháp dạy của thầy nó rất là đặc biệt Thế Thế em à. rất là ấn tượng con tên là Nguyễn Hoàng Quốc Khánh con đang học cấp 2 tại trường Trung học cơ sở Lê Đình của ừ. Tuyệt vời quá Và Khánh vừa rồi uh, Đã có một cái tin rất là vui Đó là vừa thi tối Hai kỹ năng và đạt được mức điểm 915 điểm Cô dạ chúc mừng vâng. em nhé và Khánh đã theo học những khóa học nào của nhà cô nhà Và uh, cho cô cái lý do tại sao mà với lứa tuổi đang ở cấp 2, lớp 8 Mà em đã định hướng học TOEIC sớm Đó, Em đã uh, tham gia lớp A, B, C và lớp luyện đề của cô Hoa wow. Và em vừa chọn học TOEIC ở năm lớp 8 Vì ban đầu là em định học IELTS Nhưng mà nghĩ là <laughs> sức em chưa đến Nên là em đã thử sức với TOEIC trước Ừ là trong quá trình học em thấy là nó cũng dễ nên là em đặt mức điểm tận 900 và thi Rồi. được 915. Tốt quá. Thế đầu vào của Khánh ở lớp A Tô là được bao nhiêu điểm? Đó. Thi đầu vào của em là em test với thầy là thầy bảo là em đủ trình độ và được lớp B. Ừ. Nhưng mà em đăng ký học lớp A để cho chắc. Còn ừ. lần test test mà cuối 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 kỳ của lớp A ấy, là em được à, 750 điểm. Tốt quá, tốt quá. Và khi mà em học là lớp A xong thì được 750 à, 750 điểm. Và sau đó tiếp tục dạ. học lên B, C và luyện đề luôn. Thế dạ, đúng đúng rồi. Rồi. và cuối cùng của nhà cô B và luyện đề thì em đầu ra được bao nhiêu điểm? lớp lớp B thì đầu ra của em là 850 mươi, À, quá. 840. Đấy. Ờ, và khi em nhận mức điểm 9515 thì cảm giác của em lúc đấy như thế nào? Đấy, lúc đấy em em rất là hồi hộp kiểu tim <laughs> em nó đập thình thịch luôn xong rồi là chín thì lúc đấy em cũng kiểu không quá bất ngờ đâu tại vì trước đấy là em đã làm rất nhiều đề à, nó cũng không à. hẳn là nhiều lắm nhưng là một vài đề nhưng mà cũng đều trên 900 trăm kẻ nên là cũng khá là tự tin ừ chúc mừng em hai phai cái nhà <laughs> khánh này thế cho cô biết lý do tại sao em lựa chọn học tại misato x nha trước đây thì em đã tìm hiểu qua rất nhiều trung tâm để học tối ích nhưng mà em được uh, bạn của chị em uh, giới thiệu trung tâm ừ. này em rất em nhận được rất nhiều lời khen của các bạn về ừ. trung tâm nên là yeah. em rất là tin chọn chỗ ở ừ. cô hoa nhưng mà cái tối của chúng ta ấy, bản chất nó là một cái nền tảng tiếng anh uh, thiên hướng nhiều về tiếng anh giao tiếp trong công việc À, và khi mà em đang ở lứa tuổi cấp 2 và em tiếp nhận với cái ngôn ngữ đấy thì cô tin rằng là em sẽ có thêm được một cái hiểu biết nữa về những cái tình huống công việc sau này đấy thì nó sẽ là một bước đệm rất là tốt cho em khi mà em lên đại học hoặc là tốt nghiệp đại học đấy à, như vậy là cái bước chuẩn bị của em cô được theo cô đánh giá là rất sớm bởi vì cũng không phải quá nhiều các bạn học trò cấp 2 theo đuổi tốt ích đâu à, nhưng mà cái bước uh, uh, cái 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 nền móng của em À, khi mà em tìm hiểu thì cô thấy rằng là uh, nó sẽ vẫn sẽ tốt cho em và em chuẩn bị cho được cái tương lai sau này là nó không hề bỡ ngỡ đâu khánh ạ dạ vâng và uh, theo như cô được biết thì nếu như em sở hữu TOEIC sớm thì không biết là ở trường cấp 3 ở Hồ Chí Minh có có sử dụng cái chứng chỉ TOEIC để uh, cho em uh, có cái điểm tiếng Anh tốt khi tốt nghiệp không? À, dạ vâng nhưng mà em vừa tìm hiểu xong là người ta chỉ nhận bằng tối bốn kỹ năng thôi nhưng mà em ừ. chỉ mới thi hai kỹ năng đúng. nhưng mà đến lúc mà em em nhận ra là nó có tối bốn kỹ năng là em đã học gần xong lớp C rồi nên là cũng không kịp nữa <laughs> không sao. Như vậy là thế thì như vậy là người ta sẽ cần tối 4 kỹ năng thay vì hai kỹ năng đúng không? dạ vâng ạ Thế thì em chỉ cần có hai cái kỹ năng speaking và writing nữa thôi. Tất nhiên cái mục tiêu đầu tiên của mình đó là để đạt cái chứng chỉ nhưng mà cái gốc sâu lâu dài của em đó là TOEIC nó có bốn kỹ năng và cô trò mình nếu muốn theo đuổi tiếng Anh thì nên toàn diện bốn kỹ năng đúng không Khánh? Và hai dạ. cái kỹ năng speaking và writing của TOEIC theo nhận định của cô ấy thì nó thứ nhất là không khó học đâu và thứ hai nữa là tính ứng dụng của nó rất là rất là tốt. Và và em hoàn toàn có thể bứt phá trong cái thời gian ngắn với hai bạn với 2 bạn hai bạn kỹ năng này đấy. Điểm tối đa của hai bạn ý là 200 cho mỗi điểm và theo cô nhận định uh, với những bạn mà nền tảng listening và reading của em đã trên 900 là tiệm cận C1 rồi, rất tốt rồi. Thì khi mà em học sang hai kỹ năng speaking writing thì cái thời gian mà em dùng cho cái speaking writing cô tin rằng chỉ tầm 2 đến 3 tháng thôi là em hoàn toàn có thể đạt được cái mức điểm. Theo cô đánh giá tầm 160 điểm, 170 điểm để trên 200 điểm là tối thiểu đấy. Yeah. Ừ Khánh nhá. Và rất là phí nếu như em chỉ Uh, đạt được cái chứng chỉ hai kỹ năng đầu vào là listening và reading bản chất chúng ta cần phải có cái uh, quy chuẩn đầu ra đó nhá và bên cô thì uh, vẫn có những cái định hướng về khóa học cũng như là có rất nhiều học liệu trên website Miss để em có thể tham khảo hai cái kỹ năng đấy ngoài ra cũng có rất nhiều các bộ sách tối speaking writing em hoàn toàn có thể lựa chọn tự học được đấy khánh ạ dạ vâng ạ ừ, nhá cho nên là đừng uh, hứa với cô là đừng bỏ phí nó Em đã có một cái nền đa rất tốt ở hai kỹ năng nghe đọc rồi. Thì chỉ cần tập trung thêm một chút nữa thôi là hoàn toàn em có thể bứt phá được đấy. Dạ vâng ạ. Ừ, Và cái tính ứng dụng của bài thi Speaking Writing uh, nó rất là cao trong môi trường giao tiếp quốc tế đấy. Thì Khánh uh, chia sẻ cho cô về cái ấn tượng của em, uh, phương pháp giảng dạy của các thầy cô đi. Thầy cô nào khiến em thấy là mình ấn tượng nhất? Dạ thì em thấy ấn tượng nhất là thầy trí dạy lớp c của em ừ thầy thì em thấy thầy dạy rất là vui rất là dễ hiểu kiểu thầy rất là hòa đồng với học sinh ừ. xong rồi thầy kiểu thầy thầy trước đây thầy có nói thầy là chuyên toán cái thứ ừ. nói chung là em em biết là thầy học giỏi toán và ừ. thầy lâu lâu ấy thầy thầy sẽ pha một chút toán học vào những công thức tiếng anh ừ. em thấy nó rất ừ. là thú vị tại vì em cũng ừ. rất là thích toán ừ. em thấy phương pháp dạy của thầy nó rất là đặc biệt là ừ. em rất là ấn tượng ờ ừ. tốt quá và trong cái quá trình đồng hành với em ở trên lớp thì uh, thầy có hỗ trợ đồng hành với em tại nhà để định hướng các cái hệ tài liệu bài tập như thế nào không Dạ có trước đây em uh, em nhớ là thầy có kiểu mở một cái lớp online không ở ừ. cuối tuần ấy kiểu ừ. lớp uh, gì nhỉ? bổ trợ lớp bổ sung cô kiểu vậy <cười> nhớ <cười> em em có tham gia Ừ. Nhà nhà cô thì luôn luôn có ngoài chương trình tiêu chuẩn thì sẽ có các chương trình bổ trợ cuối tuần hoặc là trong tuần dựa vào cái kỳ vọng và lực học của các bạn học trò, hoàn toàn miễn phí và đấy cũng là một trong những cái mà học trò thấy rất là an tâm. Bởi vì sẽ có những lúc mà chúng ta khó mà có thể tiếp nhận được hoàn toàn kiến thức với những buổi học tiêu chuẩn trong tuần đúng không? Yeah. Ừ. Và cô Hoa thì là thay mặt hệ thống rất là cảm ơn Khánh đã thứ nhất là Ờ, cho những bạn đồng trang lứa có được một cái niềm tin rằng là uh, tiếng Anh mà mình bắt đầu sớm thì sẽ thành công sớm và đặc biệt chứng chỉ TOEIC nó là một chứng chỉ có yếu tố rộng rãi toàn cầu vì vậy cho nên khi mà mình theo đuổi nó thì nó mà đạt được những cái kết quả cao như em thì nó lại là một cái 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 cái, cái uh, xuất xuất phát điểm rất tốt cho những cái con đường sau này của em đúng không Khánh và uh, và và Khánh nếu được gửi gắm cái uh, một cái lời uh, chia sẻ cho những bạn bè của em hay những anh chị sắp sửa học tối thì em có cái chia sẻ gì không? Nè em muốn nói là cần kiên trì cố gắng thành công. ạ. Cảm ừ. ơn Khánh nhé và thay mặt hệ thống thay mặt các thầy cô giáo uh, của Miss Sao Tối thì uh, cảm ơn em là cái nguồn động lực vô cùng là uh, lớn lao dành cho đội ngũ nhà cô và hy vọng rằng là uh, cái video clip sắp tới của chúng ta sẽ truyền được cảm hứng cho rất nhiều các bạn học trò sinh viên nữa Khánh nhé. Sao tối ích? Đào tạo tối ích số 1 Việt Nam